Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 429 tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. Theo kế hoạch này thì trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ vào tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí riêng một ngày là ngày thứ hai, 20 tháng 3 năm 2023 để tổ chức phiên chất vấn. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Nhằm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực tòa án bao gồm có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án. Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực kiểm sát bao gồm có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Bên cạnh đó thì người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng sẽ được yêu cầu giải trình về công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường và giả soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc hội việt nam để cử tri theo dõi và giám sát